Trước sự xuất hiện sản phẩm trái dừa dứa bắt mắt này, phóng viên chúng tôi đã tìm cách liên lạc với người tạo ra nó, chính là anh Trương Hoàng Tuấn ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chủ nhân của hơn 8 công dừa dứa Thái Lan đang chuẩn bị cho thu hoạch. Anh Tuấn chia sẻ, dừa dứa vốn là một loại trái có kích thước vừa nhỏ, phù hợp để trưng bày, lại còn mang ý nghĩa truyền thống trong mâm ngũ quả ngày Tết của người dân Nam Bộ, câu dừa đủ xài. Nay lại được anh khắc thêm bên ngoài vỏ chữ tài lộc, với hy vọng sẽ mang đến may mắn, cuộc sống viên mãn cho gia chủ. Bên cạnh đó, nước dừa cũng rất thơm, ngọt nhẹ, mát và có thể giữ được lâu. Thì vườn dừa nó cỡ khoảng 220 cây, thì Tết này dự kiến ra thị trường khoảng 1.000 trái. Thì dự kiến là giá khoảng 400.000 cọc tài lộc để mình trưng trên mâm ngũ quả, giống như phong tục của mình là cầu dừa đủ xài. Dự kiến nếu từ giờ đến Tết thời tiết thuận lợi thì sẽ có khoảng 50% trái dừa dứa in chữ tài lộc ra đời thành công với mẫu mã đẹp mắt. Được biết toàn huyện Long Hồ có khoảng 553 hecta trồng dừa, trong đó có khoảng 100 hecta trồng các loại dừa xiêm lùng, dừa dứa và các giống dừa mới.